bắt đầu mình thấy nó chua đó, khi nó chua nó đổi cái màu vàng vàng thì được. Ok, sắp xong tính rồi. Dưa chua xào thịt ba rồi. Nhà mình đó ăn dưa chua xong ha, mình chấm với lại thịt kho nè, thịt kho nước dừa đó, chấm với lại ăn chung với lại cá kho nè. Những cái món nào mà nó mặn mặn á, thì mình làm dưa chua mình ăn chung. Thì hôm nay á, mình sực nhớ tới cái món á, là xào với thịt ba rọi, cho nên mình xào. Hôm nay mọi người ở nhà nấu món gì? Nó thành dưa chua hết rồi. Dưa chua xào ba rọi. Ok, đang khói đang nóng nghi ngút. 2